Kim Đỡm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ tan sỏi mật sỏi gan, giảm đau viêm đầy trướng, ngăn sỏi tái phát. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính hậu trường. Trong khoảng thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các thành viên Running Man Việt Nam chơi là chạy, không thể đi quay hình nhưng vẫn liên tục tương tác gây thích thú cho khán giả. Trong những ngày này, các nghệ sĩ ở nhà dành thời gian cho gia đình, học thêm những điều mới như tập nấu ăn. Bên cạnh đó, họ không chỉ thường xuyên bình luận, trêu chọc nhau trên mạng xã hội mà còn gửi đồ ăn cho nhau. Vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, từ nhỏ đã phải tự làm việc nhà, đi lao động kiếm sống nên đôi khi cuộc sống thay đổi thì Danh Hà Trường Giang vẫn giữ các thói quen như trước. Mới đây, anh hé lộ đoạn clip ghi lại thời gian cách ly ở nhà ba ruột ở Đồng Nai. Lúc này, khán giả sẽ thấy hình ảnh Trường Giang đi lội bùn hái rau, tự ngồi chẻ củi để nấu ăn. Người khó đã tự cách ly tại quê nhà vài tuần qua, dường như anh về với phụ huynh mà không có vợ con đi cùng. Nhiều người dò đoán, phải chăng anh cũng đang tự tách bà xã và con gái để đảm bảo an toàn. Bởi trước khi có lệnh giãn cách, anh cũng từng đi làm và tiếp xúc với nhiều người. Anh tâm sự mùa dịch mình ở nhà nên muốn sáng tạo thêm vài món ngon. Ngoài ra, Trường Giang còn quay lại bàn điện thoại để chia sẻ bí quyết với khán giả. Nam Danh Hài viết, mùa dịch, ở nhà rảnh rỗi nên Giang tự quay nấu vài món ăn cho gia đình và chia sẻ cùng mọi người. Món này gọi là chẳng dân, gù bò nấu bí. Nếu không có gù bò và chẳng dân, mọi người có thể đi mua thịt bò gân, nạm bò, thịt gầu thay thế nhé. Món này có đầy đủ chất đạm, rau xanh, tăng cường đề kháng cho gia đình các bạn để chống dịch bệnh. Do quay bằng điện thoại nên chất lượng hình ảnh không tốt. Các món sau Giang sẽ cố gắng để tìm cách quay cho tốt hơn. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người sức khỏe. Dù giờ đây kinh tế đã tốt hơn rất nhiều, Trường Giang vẫn thích tự vào bếp, chuẩn bị bữa cơm cho mọi người thay vì thuê giúp việc lo phần này. Điểm nổi bật của Nam Danh Hài là anh rất thích nấu nướng. Ngoài ra, ông xã Nhã Phương còn chế biến thực phẩm khéo léo, tự chẻ củi, nhóm bếp để hầm thịt. Hiếm hoi lắm người hâm mộ mới thấy cảnh nam nghệ sĩ nấu ăn bằng bếp củi. Về sau này, khá ít người chẻ củi vì mất khá nhiều công sức. Trong thời gian đợi thức ăn chín, anh lại lao ra sân nhà để làm phụ hồ. Có vẻ mùa dịch của Trường Giang cũng rất bận bịu khi lo công việc cho gia đình nội ở quê. Khi thấy chồng chia sẻ đoạn clip nấu ăn, Nhã Phương cũng nhanh chóng dành lời khen cho ông xã. Muốn ăn phải lăn vào buồng, thành quả cũng được lắm mà nha. Một trong những điểm khiến nữ diễn viên cảm thấy may mắn khi cưới Trường Giang chính là anh nấu ăn rất ngon, vợ không cần phải vất vả vào bếp. Dù bây giờ đã là nghệ sĩ nổi tiếng, hạng A trong làng giải trí, nhưng Nam Danh Hài vẫn cảm thấy thích cuộc sống giản dị, tự tay mình làm mọi thứ. Chính sự chân chất, bình dị đó khiến các fan yêu mến ông xã Nhã Phương nhiều hơn. Trong khi đó, Trun Phạm đã dành thời gian cho gia đình, đảm đang lăn vào bếp hay tỉ mẫn ngồi cắt tỉa hoa trang trí xung quanh nhà. Ở nhà giãn cách một mình, ban đầu nam ca sĩ cứ nghĩ sẽ buồn, nhưng sau đó anh tập quen, dùng thời gian dư dả để nấu những món ăn mới, cắm hoa, tập thể dục, lau dọn nhà cửa, tập thiền, học ngoại ngữ online, trồng cây, xem phim tài liệu, đọc những quyển sách mua lâu mà chưa đụng đến. Trên trang cá nhân, Trun Phạm rất thường xuyên khoe những thành quả mùa dịch của mình. Mới đây, Trun Phạm vừa thử nấu xôi. Có lẽ do lần đầu tiên tự làm món này nên đáng nhẽ phải có xôi ăn, thì anh chàng đã biến thành bánh bè bánh nậm, bánh gì chảy xệ không biết. Thôi thì cũng là thành quả của mình, Trun vẫn lạc quan, tự nấu, tự ăn, tự khen ngon. Sau buổi sáng nấu xôi thất bại thành vỏ bánh chưng, thì buổi chiều anh chàng lại hí hoáy tập giã bánh dày bằng chiếc cổ thìa. Anh chia sẻ, mỗi đợt giãn cách, tôi lĩnh hội được vài điều. Vui hay không vui là do bên trong, chứ chẳng phải do bên ngoài. Cô đơn hay không cô đơn là do nội tâm, chứ chẳng phải do ngoại cảnh. Trong thời gian giãn cách xã hội, Trun Phạm cũng thay đổi chế độ ăn uống nhiều rau củ hơn, chăm tập luyện để nâng cao sức khỏe. Trun mong truyền năng lượng tích cực này cho cả nhà, nhất là những bạn thân và những bạn fan của Trun đang bị giãn cách và cách ly xa gia đình mà Trun biết được. Dịch cũng buồn bã ảm đạm quá rồi. Stress làm cho chúng ta mệt mỏi với hoài nghi nhiều thứ chẳng đáng. Mình cố gắng hít thở, nhẹ nhàng, yêu thương thông cảm cho nhau. Điều đó rất cần thiết, nhưng hơn hết là hãy tập yêu thương và chăm sóc bản thân mình giữa đợt giãn cách dài này. Có yêu bản thân, tích cực trong suy nghĩ thì tự động tình yêu chung quanh mình cũng tốt hơn rất nhiều, Thỏ Trắng chia sẻ. Trong khi đó, Thỏ Đen dành thời gian này để làm game thủ, chơi game và cố thủ ở nhà. Có vẻ như anh chàng rất có lộc ăn vì được bạn bè gửi cho bao nhiêu là thức ăn trong lúc ở nhà trốn dịch. Bên cạnh đó, chàng Bắp cũng tranh thủ trồng cây, chăm sóc thú cưng, tận hưởng thời gian này với gia đình. Còn Minh Dương Lan Ngọc, mới đây cô vui vẻ khoe được bạn bè tặng rất nhiều đồ ăn như gạo hữu cơ, thịt bò, kem. Trong số đó, Thúy Ngân, cô em gái thân thiết và là một trong những thành viên của Running Man đã gửi tặng Lan Ngọc đá khô, cùng lạp xưởng rất chất lượng. Về phần mình, Nam Dương Lan Ngọc cũng gửi cho Ngô Kiến Huy, Thúy Ngân những hộp gà muối để tẩm bổ. Nữ diễn viên sinh năm 1990 bày tỏ niềm hạnh phúc khi liên tục nhận lọc ăn từ mọi người. Cũng vì thế,
Nhân những ngày ở nhà tránh dịch, nàng ngọc nữ đã nhuộm kín cả trang cá nhân bằng hình ảnh đồ ăn, khiến nhân tình không khỏi ghen tị. Nữ nhân viên cũng cho biết, những ngày ở nhà tránh dịch là khoảng thời gian cô dành để chăm sóc bản thân và bên cạnh gia đình nhiều hơn sau khoảng thời gian bận rộn chạy show. Từ khi tuyên bố đổi nghề sang làm bánh, tần suất nàng Như Lan Ngọc xuất hiện trong bếp ngày càng dày đặc. Từ nấu trà sở thú, bán cây hải sản, ngọc nữ còn chỗ tài bán trơ đồ hàng dành cho các cháu. Thế nhưng, nữ hoàng cơ hội có phần kém may mắn vì không ít lần cho ra thành quả không mấy khả quan. Là một người dì thương cháu, cô không ngừng nghỉ tập làm những món ăn nhiều màu sắc cho sắp nhỏ. Ngọc nữ từ chế biến món trà với hình thù các con vật nhiều màu sắc, đến bán cây kiểu trơ đồ hàng. Thế nhưng lại không ai dám ăn chỉ vì sợ đau bụng và cháy khát lẹt. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc còn tuyên bố sẽ đổi sang nghề bán bánh, kêu gọi mọi người chốt đơn. Ai nấy cũng tỏ ra hoang mang vì bởi tài lẻ nấu ăn có hạn và thường phá chứ không nấu của cô nàng. Người mẫu Linh Chi bình luận, để xem làm ra bánh gì hay là khét lẹt. Y như rằng, sau mẹ bánh dành cho các thực khách nhí, nữ diễn viên đã thông báo bỏ nghề. Chủ đề nàng diễn viên đình đám của màn ảnh Việt Nam vào bếp làm bánh đã thu hút đông đảo khán giả và đồng nghiệp bàn tán rôm rã. Tiến Lực, Xuân Lan, Thúy Ngân, Lâm Vĩ Dạ đều tỏ ra ngao ngán, cười hả hê trước kỹ năng của Ninh Dương Lan Ngọc. Khi được hỏi về kinh nghiệm nấu ăn, nữ diễn viên tâm sự: hồi còn đi học ở trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thì thường xuống bếp, còn bây giờ thật sự không có thời gian để làm điều đó. Còn món mà thường làm là những món ăn gia đình như cá kèo, kho tộ, canh chua trứng. Bên cạnh việc chăm khoe đồ ăn, Lan Ngọc còn trở thành cô bảo mẫu khi phụ gia đình chăm cháu. Ninh Dương Lan Ngọc đã đăng tải đoạn clip của mình và các cháu cover lại các khúc Chị Ông Nâu trên Facebook, kèm dòng trạng thái: bà bé ông đi tìm mật cực bắt trang. Nhiều người không khỏi khen ngợi sự đáng yêu của bà dì cháu. Dù bài hát Chị Ông Nâu được viết lại theo phong cách thất tình, thế nhưng phiên bản của Lan Ngọc lại vui như được mùa, thậm chí còn tăng tiết tấu nhanh hơn, và cả ba dì cháu cũng nhún nhảy không ngừng. Nữ nhân viên cũng rất chăm chỉ khoe ảnh đẹp với nhà sản ngày càng thăng hạng. Trên trang cá nhân của mình, Lan Ngọc khoe ảnh hiện đồ lộng lẫy cùng dòng trạng thái thả thính như sau: thôi, đừng kêu ship đồ ăn nữa, bé mẹ kêu chưa được lấy chồng nên giờ ai muốn thì nọc ship nọc thôi. Nuôi giùm con bé họ Ninh Dương, dễ thương, ngoan ngoãn, ít ăn, ưa nhìn, thích nấu nướng. Có thể nói, giữa mùa dịch, nữ diễn viên chỉ lên đồ lồng lộn và ra chụp ảnh rồi thôi. Còn Thúy Ngân thì khoe cơ ngơi đồ ăn được bạn bè gửi tặng. Nữ diễn viên tiết lộ cô nhận được món thịt kho hụt vịt từ Trương Thế Vinh. Tuy nhiên, cô không khoe ảnh khiến khán giả thắc mắc, sao chị không bày món thịt kho của anh Vinh ra để chụp cho mọi người biết tài năng nấu ăn của ảnh. Thúy Ngân đã reaction ha bình luận này và hài hước đáp: đừng em đừng nói gì hết. Bên cạnh đó, Thúy Ngân còn dí dỏm nói rằng mọi người hãy cứ nhớ cô chỉ mới 28 tuổi vì bản thân tức chết đi sống lại. Do dịch bệnh khiến cô không thể thực hiện nhiều kế hoạch suốt gần 2 năm qua. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình lên trang cá nhân. Khi thành phố Hồ Chí Minh mới bắt đầu thực hiện giãn cách, Thúy Ngân than thở vì ở nhà nhiều quá nên cô cũng bắt đầu chụp ảnh sống ảo nhiều hơn. Ở nhà gần 2 tháng, trình độ thả thính của Thúy Ngân cũng tăng cấp độ với loạt ảnh vừa xinh vừa xịn khiến fan thích thú. Đã gần 1 tháng, Jack không đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân lẫn fanpage, khiến các đồng đóm tiếp tục rơi vào tình trạng khát thính. Dù vậy, ở các fanpage, fan vẫn dặn dò nhau giữ sức khỏe và chờ đợi những hoạt động mới của Jack sau khi hết dịch Covid-19. Gần đây nhất, Tiến Luật chia sẻ hình ảnh gây chú ý trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc nhậu nhẹt tại gia cùng với đàn em Jack. Khoảnh khắc ngôi sao ca nhạc đình đám ngồi nhậu cùng các đàn anh khiến cư dân mạng tỏ ra thích thú. Trong ảnh, gương mặt Jack đã bầu bĩnh hơn và có lẽ đây là thành quả của những ngày ở nhà. Karik thì dùng thời gian giãn cách xã hội để chuẩn bị cho các sản phẩm âm nhạc mới. Cách đây vài ngày, anh đã cổ vũ các fan là sĩ tử tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2021 rằng: hãy cố gắng, thi xong sẽ có bài mới để nghe. Ở nhà nhiều, Karik cũng tăng cân và đã chuyển sang kiểu tóc đầu nấm. Nhờ Covid-19, tôi đã thành người nhiều mỡ nhất nha, nam rapper chia sẻ. Ở nhà giãn cách xã hội, Liên Bệnh Phát cũng chăm thả thính hơn. Tuy nhiên, có lẽ bé bệnh vẫn chưa tăng cấp độ, nên fan vẫn miệt mài treo anh chàng rằng thính này quá nhạt, cần cố gắng thêm, khiến Liên Bệnh Phát bức xúc đòi tới công chuyện. 2 tháng qua, bé bệnh cũng thường cởi áo khoe body. Phải chăng đây là lời nhắc nhở khiến dàn cast Running Man về một tương lai xé hết không chừa một ai? Trường Thế Vinh ít cập nhật hình ảnh cá nhân hơn, thì thoảng anh mới chịu lộ diện. Voi Biển khoe ảnh đã đầu tư một bộ âm thanh, trong đó có tai nghe chất lượng xịn. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ lại MV cũ. Trường Thế Vinh đồng tâm trạng với nhiều tín đồ du lịch khác khi hè năm nay không thể đi đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trường. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ còn
kia con thấy nó sợ sợ. Chắc cho thêm hũ sữa chua. Ủa đổ vô hết đi rồi đâm. Món kem chua của chị nó công phu lắm. Kem lớn, trời ơi, sao mà nó chảy tùm lum hết đây, giờ sao?